Vậy có nên chăm chút cho một tấm thiệp sinh nhật hay chỉ nên dùng những thiệp sinh nhật có sẵn và chỉ việc bấm click gửi đi? Quyết định nên chăm chút cho một tấm thiệp sinh nhật hay chỉ sử dụng những thiệp có sẵn và chỉ cần bấm click để gửi đi phụ thuộc vào sở thích cá nhân, mối quan hệ và mục đích của bạn khi gửi món quà sinh nhật. Dưới đây là một số điều cần xem xét. Nên chăm chút cho tấm thiệp sinh nhật. Tính cá nhân hóa, một tấm thiệp tinh tế, được chăm chút có thể là biểu hiện của sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của bạn đối với người nhận. Sự độc đáo, tấm thiệp tự làm hoặc được chọn kỹ lưỡng có thể tạo ra ấn tượng đặc biệt và khác biệt. Thể hiện sự quan tâm, việc dành thời gian để tạo ra một tấm thiệp có thể là cách tốt để thể hiện sự quan tâm và ý nghĩa đặc biệt của ngày sinh nhật. Dùng thiệp có sẵn và bấm click. Tiện lợi, việc sử dụng thiệp có sẵn và chỉ cần bấm click là một cách tiện lợi và nhanh chóng, đặc biệt là khi bạn bận rộn hoặc gặp hạn chế về thời gian. Phổ biến trong môi trường trực tuyến. Trong môi trường trực tuyến, việc sử dụng các tùy chọn tiện ích có thể được coi là phổ biến và được chấp nhận. Tùy thuộc vào tình huống cụ thể, bạn có thể lựa chọn giữa sự cá nhân hóa và tiện lợi. Đôi khi, một tấm thiệp tinh tế tự làm có thể mang lại niềm vui lớn cho người nhận. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ của bạn thích sự tiện lợi và bạn biết rằng người nhận sẽ đánh giá sự chúc mừng ở mọi hình thức, việc sử dụng thiệp có sẵn và bấm click cũng là một lựa chọn hợp lý.